Dạ em nghe nè sếp. Dạ em đang dẫn mấy sếp ở Đài Loan á qua coi mấy khu đất ở đây nè. Dạ mấy ổng ưng ý lắm, có gì để em về rồi em làm báo cáo cho sếp nha. Dạ rồi. Chào cậu. Chào cô. Chào cậu. Dạ. Cậu biết nói tiếng gì hả cậu? Thì con là người Việt mà. Công việc của con á là thông dịch viên cho mấy sếp ở Đài Loan á, để xuống đây coi mấy cái khu đất để chuẩn bị xây dựng nhà máy chế biến trái cây tổng hợp. Dạ. Vậy cô cho con hỏi á, là cái khu vườn cải này nè là thuộc chủ sở hữu của ai và ai có quyền quyết định cho thuê hay là không cho thuê vậy cô? Thì nguyên cái khu vườn cải đó là của nhà tôi, nhưng mà cậu nói tôi không hiểu mấy. À, cậu hỏi là tôi có cho thuê hay không á hả? Dạ, tại vì sau khi mà xem cái khu vực đất này á thì mấy ông chủ của con á rất là hài lòng và muốn thuê lại để xây dựng nhà máy chế biến trái cây tổng hợp. Với lại bên con á cũng được tỉnh cấp phép xây dựng rồi. Đây, mời cô xem. Tôi nhìn cái tờ công văn thì đó đúng là công văn của tỉnh cấp giấy phép xây dựng nhà máy, có mộc đỏ hẳn hoi, đúng y như những gì mà cậu ấy nói. Còn về phần gia đình tôi thì đây có thể nói là một cái cơ hội xoay chuyển kinh tế. Ông xã của tôi, ông cũng đã lớn tuổi rồi, mà còn phải chạy xe đường dài như vậy thì cũng tội cho ông. Còn các con của tôi, đứa nào cũng phải tha phương cầu thực. Cho nên việc cậu ấy đề nghị thuê mảnh đất nhà tôi để mà xây dựng nhà máy đó cũng là ý rất là hay. Đó, có mộc đàng hoàng. Nhưng mà như vậy nè, cái miếng đất này thì hai vợ chồng tôi cũng đứng tên. Mà bây giờ ông đi làm ăn xa rồi muốn có nhà. Bây giờ cậu mà muốn thuê thì cậu cứ trao đổi với tôi đi. Rồi khi mày nào chồng tôi về thì tôi bàn bạc lại với ổng được không? Dạ, thì vậy cũng được. Để con nói thêm cho cô rõ về cái nhà máy của tụi con. Là tụi con định xây dựng là rất là rộng, khoảng mấy chục mẫu lận. Nhưng mà khi mà bước đầu xây dựng thì sẽ chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì chỉ xây dựng 1 đến 2 mẫu thôi. Và sẽ xây dựng trên mảnh đất của nhà cô trước. Dạ. Nhưng mà cho tôi hỏi đi, bây giờ nếu mà thuê đất của nhà tôi thì bao nhiêu tiền? Với lại thuê trong vòng bao nhiêu năm vậy cậu? Dạ, cái giá thuê đất là 400 triệu một mẫu. Và thời gian là 50 năm. Thì bên công ty của tụi con là sẽ ứng trước cho cô là 10 năm. Tới 400 triệu một mẫu lần hả cậu? Dạ đúng rồi. Mà còn đưa trước tới 10 năm nữa hả? Thật sự mà nói thì ai nghe cái số tiền đó mà không ham chứ. Đất nhà tôi thì cũng để trồng rau trồng cải thôi. Nhiều khi thời tiết nó lại không ủng hộ, mùa màng nó thất thu. Còn bây giờ cho họ thuê thì vợ chồng tôi quá khỏe luôn. Ở không mà có tiền tỷ trong tay. Mà đất này chỉ cho thuê thôi, vẫn là đất của mình chứ có mất mát gì đâu sợ. Cho nên tôi vui quá, tôi quên luôn cái sự nghi ngờ lúc ban đầu. Mà tôi mời họ vô trong nhà để bàn cái thủ tục thuê đất. Giờ tôi mời cậu với lại mấy chú kia vô nhà tôi đi, rồi bàn bạc cho nó cụ thể hơn hả? Dạ, cậu ha. Để con lên con nói với mấy sếp. Cô đợi con xíu nha. Vậy là có thể qua nhiều ngày tới lui quan sát, nhóm người này xác định bà Tâm chỉ ở nhà một mình, nên quyết định đưa chị vào tầm ngắm. Chỉ bằng lời lẽ đưa ra là món tiền thuê đất lớn, chúng đã thành công bước đầu khi tiếp cận nạn nhân. Dạ, mấy sếp của con nói là lên xe nghỉ ngơi, mọi chuyện nha, con quyết định. Dạ, thôi mời cậu vô nha. Dạ, đi cô. Cậu, vậy nếu mà tôi cho thuê đất thì thủ tục nó như thế nào vậy cậu? Dạ, thì thủ tục nó cũng đơn giản lắm cô. Ngoài việc mà cô và công ty tụi con ký hợp đồng với nhau, thì cô sẽ đặt cọc cho tụi con là 10% trên tổng giá trị hợp đồng. Đó là số tiền để coi như là tạo sự tin tưởng cho đôi bên, với lại cũng là chi phí hợp đồng luôn. Trời ơi, tôi đã quyết định cho thuê thì cho thuê thôi. Chứ ai mặn nói hai ba lời mà không cho thuê rồi cậu cứ nghi là lường gạt rồi không tin tưởng. Dạ. Mà cái miếng đất của tôi này nó cũng là cũng cao mẫu đó. Nếu mà đặt cọc 10% như vậy là nhiều lắm cậu ơi.
Dạ, cô thông cảm giúp con. Tại vì xưa giờ á, công ty tụi con làm việc nó có nguyên tắc rõ ràng, nhất là về cái chuyện tiền bạc. Để phòng hờ cái trường hợp á, là ví dụ như cô đồng ý cho thuê rồi, nhưng vài ngày sau lại có chỗ khác, lại coi đất, rồi lại thuê đất của cô, nhưng mà là trả giá cao hơn của tụi con. Rồi cô bắt đầu hủy hợp đồng với bên tụi con, rồi cô cho bên khác thuê. Như vậy á, thì sẽ làm chậm trễ cái việc mà tụi con xây dựng nhà máy, thiệt hại rất là lớn. Dự án của tụi con á, là cả ngàn tỷ lần cô, chứ không phải là số tiền nhỏ. Cho nên mọi chuyện con nên cân nhắc và làm cho nó chỉnh chu nhất có thể. Vậy thì tôi phải đưa cho cậu một lần là 400 triệu đó hả? Dạ, thật ra nói 400 triệu thì nó nghe nó rất là lớn. Nhưng mà cô cứ nghĩ đi, đó chỉ là số tiền cô đặt cọc, chứ cô không có bị mất luôn. Sau khi mình ký hợp đồng xong, thì 2 ngày sau con sẽ quay lại để trả lại cô số tiền cô đặt cọc, và kèm theo phí thuê đất 10 năm là 3 tỷ 6 nữa. Dạ, vậy cô có đồng ý không? Nếu cô đồng ý á, thì con ra con bàn lại với mấy sếp, rồi con trở vô đây, thì cô cháu mình ký hợp đồng. Tôi mường tượng đến cái cảnh mà nhận trong tay số tiền 20 tỷ trong vòng 50 năm, mà tôi sướng rơn người luôn. Gia đình tôi á, có làm cả đời á, cũng không thể kiếm được cái số tiền như vậy. Thiệt là đề nghị quá sức hấp dẫn. Chỉ có duy nhất một điều lấn cấn ở đây á, là tôi phải đặt cọc tới 400 triệu lần. Mà bây giờ ổng đang chạy xe, tôi gọi điện thoại cho ổng lúc này không có tiền đâu cậu ơi. Dạ, con nói cô nghe nè, cô bỏ ra 400 triệu, nhưng mà cô nhận lại được tới 4 tỷ lận. Mà chưa kể, đó chỉ là cái phí mà tụi con thuê đất trong vòng 10 năm. Công ty tụi con thuê cô tới 50 năm lần mà. Nghĩa là cô sẽ còn nhận được 4 lần nữa, mà mỗi lần là 4 tỷ. Vậy chỉ là thêm 16 tỷ. Thì cô nghĩ đi, với số tiền đó, thì vợ chồng cô dư sức có thể là mở các cơ sở làm ăn khác, đâu cần phải trồng trọt chi cho nó vất vả. Rồi hai vợ chồng có thể đi du lịch, rồi dưỡng già. Nếu mà nhà con mà có đất á, là con cũng kêu ba mẹ con là cho thuê luôn rồi đó. Nghe lời cậu ấy giải thích á, thì đúng là 400 triệu tuy là số tiền hơi lớn, nhưng chỉ là tạm ứng trước thôi. Hai ngày sau khi ký hợp đồng thuê đất xong xuôi á, thì tôi sẽ cầm chắc trong tay là 4 tỷ. Cái số tiền đặt cọc đó đó cũng sẽ được cấn trừ lại. Giả lại cậu ấy tư vấn rất là nhiệt tình, không có hề ép buộc tôi gì hết á. Mọi chuyện là do bản thân tôi tự quyết định. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tốt. Xét về cái bài toán kinh tế thì quá sức có lợi cho tôi. Ông xã với lại các con tôi rồi đây sẽ không còn phải đi làm xa nhà nữa. Cho nên tôi mới quyết định cho cậu ấy thuê đất mà không có hỏi ý kiến của ông xã. Thôi, bây giờ tôi quyết định cho bên cậu thuê luôn á. Nhưng mà thực sự thì 400 triệu tôi không có đâu cậu ơi. Chứ số tiền nhiều quá. Bây giờ trong nhà tôi chỉ còn có 80 triệu à. Mà cái tiền đó là tôi để dành nay mai tôi mua heo giống về tôi nuôi. Bây giờ đưa trước cho cậu 80 triệu đi. Rồi sau 2 ngày ký hợp đồng thì người ta đưa phí tôi 10 năm tiền thuê đất á, thì cậu cấn trừ qua. Chứ giờ đụng cái cậu kêu tôi đưa 400 triệu thiệt á, là bó tay luôn á. Thấy cô cũng thiệt tình, thì để con ra con xin ý kiến của mấy sếp thử còn sao, rồi con vào con báo với cô. Cậu hỏi giùm tôi đi nha cậu, giúp giùm tôi đi cậu. Dạ. Lẽ ra bà Tâm chỉ cần gọi điện cho chồng để bàn bạc, hoặc dò hỏi thêm hàng xóm láng giềng xem có nhà nào được đặt vấn đề thuê đất giống mình không. Có thể vì món tiền được vẽ ra quá lớn đã làm bà không suy nghĩ được gì nhiều, nhưng đây chính là điều quý vị cần lưu ý để tự cảnh giác. Đừng tự ý quyết định ký kết hợp đồng giao dịch dàn cọc cho ai mà chưa có sự tham khảo, tìm hiểu quý vị nhé. Dạ. Sao rồi cậu? Họ có đồng ý không cậu? Dạ, con thấy cô á là người rất là may mắn. Tại vì trước giờ công ty của tụi con á luôn làm việc rất là quy tắc. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao mấy sếp á phá lệ một lần. Dạ. Rồi như là cái duyên của tôi với cậu mà. Thôi bây giờ cậu ghi hợp đồng đi. Bây giờ tôi lấy tiền nha cậu. Dạ rồi. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý với phương án của tôi là đưa tiền cọc 80 triệu. Người ta cũng tạo điều kiện cho tôi. Dạ. Cho nên tâm lý tôi nó cũng thoải mái lắm. Dạ, cũng ghi hợp đồng. Hết mọi cô chúc xin thông tin nha. Dạ. Rồi hợp đồng mới được mang ra. Tôi coi qua hợp đồng thì thấy mọi điều khoản nó đều rõ ràng hết.
Tiền thuê đất thì cứ mỗi 10 năm là tôi được nhận 4 tỷ. Vả lại, nhìn thấy cái dáng vẻ sang trọng của nhóm người kia đó, tôi như là mụ mẫn đi. Rồi với cái ước mơ tiền tỷ đó, cho nên tôi mới tự quyết định luôn, mà không hỏi ý kiến của chồng. Vì tôi sợ nhùng nhằn rồi cái nhóm người thuê đất đó nó lại đổi ý. Được rồi, cậu giờ tôi cứ ý kiến thế nào cậu? Dạ, cô ghê đây, bên cho thuê đất. Dạ. Để con ký cho cô cái biên lai like, đã xác nhận là con đã nhận tiền của cô. Cô thấy không, bên tụi con làm việc đâu đó là có giấy tờ sổ sách đàng hoàng. Cái này tôi giữ lại đúng không cậu? Dạ đúng rồi cô. Dạ đây. Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Dạ. Dạ vậy bây giờ để con về rồi 2 ngày sau con xuống. Dạ. Dạ cảm ơn cô nhiều. Cậu về. Cảm ơn cậu nha. Dạ không có gì. Con đi nha cô. Dạ. Sao mà 5 ngày rồi mà sao không thấy họ trở lại vậy ta? Nhóm người đó đi về rồi, tôi cũng chưa có gọi điện thoại để mà kể cho chồng tôi nghe nữa. Tôi muốn để 2 ngày sau khi mà nhận được tiền rồi á, thì báo cho ổng biết cũng chưa có muộn, để cho ổng bất ngờ. Ai dè, 1 ngày, 3 ngày rồi 5 ngày trôi qua mà cũng không có thấy bóng dáng của các sếp Đài Loan tới để trả tiền thuê đất nữa. Rồi tới thời hạn phải mua heo giống mà không có tiền, tôi mới liền lấy cái hợp đồng thuê đất ra để mà liên lạc. Sao khóa máy luôn người ta? Kỳ vậy trời? Chết rồi. Tôi rất là hoang mang khi tất cả số điện thoại trên hợp đồng đều không có liên lạc được. Lúc này tôi mới đành gọi điện thoại nói thật với chồng. Chồng tôi nghe tôi kể lại xong thì mới quả quyết rằng tôi đã bị gạt rồi. Đợi ổng về, rồi hai vợ chồng tôi đó cùng lên cơ quan công an để mà trình báo. Vợ chồng tôi liền đem hết toàn bộ giấy tờ hợp đồng tới cơ quan công an để mà trình báo sự việc. Trời đất nó sụp đổ khi mà tôi được thông báo là ở tỉnh không hề cấp giấy phép cho người nước ngoài nào xây dựng nhà máy chế biến nào tại cái khu vực mà tôi đang ở. Rồi cái dấu mộc đỏ kia cũng là giả mạo nữa. Công ty trên hợp đồng cũng là cái công ty ma, cho nên tất nhiên đây chỉ là cái màn kịch dựng lên để mà lừa đảo. Họ lừa đảo những hộ dân nhẹ dạ cả tin như tôi nè. Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng may là tôi còn sáng suốt. Tôi chỉ đưa hết cái số tiền ở trong nhà hiện có mà không có phải đi vay mượn thêm để mà đáp ứng nhu cầu của họ. Nếu như không thì không biết đến bao giờ tôi mới trả hết nợ nữa. Vậy là 80 triệu đồng mà gia đình bà Tâm vất vả dành dụm mà có đã bị bọn bất lương chiếm đoạt dễ dàng. Các đối tượng xấu đã kỳ công sắp đặt một vở kịch hoàn hảo, từ việc giả dạng là người nước ngoài đến bản vẽ xây dựng nhà máy. Và bản hợp đồng, công văn có dấu mộc đỏ đàng hoàng đều được làm giả một cách tinh vi. Và quan trọng hơn hết là miếng mồi được dàn ra quá hấp dẫn. Dạ, cái giá thuê đất á là 400 triệu một mẫu và thời gian á là 50 năm. Thì bên công ty của tụi con á là sẽ ứng trước cho cô là 10 năm. Cộng với chiêu đánh vào tâm lý của nạn nhân. Với số tiền đó thì vợ chồng cô dư sức có thể là mở các cơ sở làm ăn khác, đâu cần phải trồng trọt chi cho nó vất vả. Rồi hai vợ chồng có thể đi du lịch rồi dưỡng già. Nạn nhân đã sập bẫy bởi sự thiếu cảnh giác, thiếu hiểu biết và ước mơ làm giàu không khó. Qua đây, chương trình Chuyện Cảnh Giác mong rằng quý vị hãy thật cẩn trọng trước những món hời từ trên trời rơi xuống. Đừng vì bất kỳ sự thúc giục nào mà vội vàng giao tiền bạc cho người lạ mặt quý vị nhé. Câu chuyện lừa đảo của anh Long phục vụ quán cà phê sẽ là bài học cảnh giác cho tất cả chúng ta về sự chủ quan lơ là trong việc bảo quản tài sản.
Quán cà phê mới mở nên cũng khá là vắng khách. Thành thử ca tối như này thì anh chủ chỉ để cho một mình tôi trong trường quán thôi. Quán mở cửa tới 3 giờ sáng là đóng cửa. Hôm đó thì cũng gần 12 giờ đêm, khách cũng lần lượt ra về hết. Trong quán chỉ còn mỗi một mình tôi. Vì đang cần tiền để trả góp chiếc xe máy vừa mới mua nên hơn tuần nay thì sáng tôi làm chỗ khác, còn tối thì tôi làm ở quán cà phê này. Tính ra một ngày thì tôi ngủ chưa tới 5 tiếng nữa. Ở quán thì anh chủ có để lại laptop phòng trường hợp máy bàn bị hư không nhập dữ liệu được, nên sẵn đó thì tôi lấy máy mở phim ra xem cho qua thời gian. Trong lúc đó có chiếc xe máy cứ rảo quanh chạy qua chạy lại phía trước quán cà phê, lúc dừng lại, lúc chạy chậm qua nhưng lại không vào quán. Vì bận xem phim lại lâu lâu mới ngó ra ngoài nên anh Long không phát hiện sự bất thường đó. Ngồi xem phim miết thì cũng mỏi người, tôi mới tắt phim rồi gấp laptop lại và đi ra ghế ngồi để vừa canh quán vừa đi đi lại lại cho đỡ buồn ngủ. Ai về đi ra ghế ngồi thì tôi lại càng buồn ngủ hơn. Thấy quán không có khách, lúc đó thì tôi chỉ tính nằm chợp mắt một tí thôi. Nhưng mà do là chắc tôi thức nhiều đêm liền rồi, cũng đuối sức nên nhắm mắt lại là ngủ ngon lành. Hành động bước vào quán nhưng lại không muốn đánh thức người phục vụ dậy, rõ ràng có điều gì đó không ổn. Người phụ nữ sắp giở trò gì đây? Tôi cứ nghĩ là mình chợp mắt chừng 5-10 phút, nhưng mà thật sự thì nó lâu hơn tôi nghĩ. Lúc mà tôi tỉnh dậy thì tôi vẫn thấy mọi việc bình thường. Lúc đó thì tôi vẫn chưa phát hiện gì đâu, vì cơn buồn ngủ nó vẫn chưa dứt. Chỉ tới khi mà tôi đi ngang qua cái quầy thu ngân thì mới phát hiện là cái laptop của quán đã mất. Chết, mất cái laptop rồi. Vậy là trong lúc tôi ngủ đã có kẻ gian lẻn vào trộm tài sản. Vì quán của tôi là không gian thoáng, không có cửa nên nhìn từ bên ngoài vào tôi thấy được bên trong có tài sản gì. Cũng may là cái tủ mà đựng tiền bán của quán thì tôi đã khóa lại trước khi đi ngủ, nên chắc tên trộm cũng không có thời gian để cải tủ lấy tiền. Tôi lo sợ rồi báo cho anh chủ. Anh chủ liền báo ngay cho cơ quan công an và vội đăng lên các trang mạng xã hội. Thì trùng hợp có một chủ quán cà phê khác vào bình luận và kể lại sự việc diễn ra tại quán ngày hôm đó. Vì quán cà phê đó có lắp đặt camera nên khi xem đoạn clip, tôi và anh chủ thấy rằng vào ca đó, nhân viên làm việc từ 1 giờ tới 3 giờ sáng, rất dễ ngủ. Khi người phục vụ đã chợp mắt thì có một người đàn ông đi vào quán, cũng tiến tới quầy thu ngân muốn trộm tài sản. Nhưng mà may mắn lúc đó người phục vụ có điện thoại gọi tới nên đã tỉnh dậy. Dạ anh.
hai ly cà phê đá. Dạ dạ. Vì có kế hoạch sẵn hết rồi nên mỗi khi vào quán bọn chúng đều cầm sẵn tiền trên tay. Lỡ như phục vụ mà có thức dậy giữa chừng thì bọn chúng liền giả vờ mua nước. Qua chuyện này thì anh chủ quán cũng không trách tôi đã gây thiệt hại cho quán. Anh cũng cảnh báo đến những cửa hàng, quán xá mở vào khung giờ này thì nên cẩn trọng hơn. Với những quán mà có không gian thoáng như quán tôi thì nên có hơn một nhân viên để thay ca nhau nghỉ ngơi. Đối với những quán có cửa thì cũng nên lắp đặt hệ thống chuông và báo động mỗi khi có khách bước vào. Và cũng nên lắp camera giám sát để có bằng chứng và tránh những mất mát không đáng có. Do vậy, Quang Huy hy vọng rằng là những người phải làm việc vào ban đêm rạng sáng, chúng ta cần phải tập cho mình thói quen luôn tỉnh thức và tinh thần đề phòng cảnh giác cao hơn gấp bội lần. Về phía những cửa hàng quán xá mở vào khung giờ này, chúng ta cũng nên cẩn trọng hơn, nên có hơn một nhân viên phục vụ để thay ca nhau nghỉ ngơi, lắp đặt hệ thống chuông cửa báo động mỗi khi có khách bước vào, lắp đặt camera giám sát để có thể có bằng chứng và tránh những mất mát không đáng có. Hỏi gì vậy? Ủa? Gì chuẩn bị đi chợ hả? Đi chợ con. Dạ. Mà bay đi chợ về mà sao làm gì vui hớn hở mà tay xách nách mang vậy con? Dạ, con đi qua cửa hàng tiện dụng mua mấy cái đồ về để cho ông xã con, mấy món ăn ưa thích nè. Chị thấy không? Con về em tủ lạnh. Dạ. Giỏi đậm đạt dữ. À, với lại con đi qua này con nhận quà xuân nữa. Đây đây, gì vậy? Cái gì mà giờ này là xuân rồi sao con? À, vì vậy biết không, ở trên sân vận động của mình á, người ta về người ta đem nhiều mặt hàng về lắm, nhiều sản phẩm lắm, có bán mấy cái sản phẩm mà dành cho người cao tuổi nữa đó phải. Ồ, vậy hả? Để con nhớ coi, cái gì à, thuốc trị xương khớp nè, thuốc bổ nè, cái gì à, cao dáng hồng sâm rồi nhân sâm, cái gì à, kẹo nữa. Ồ. Dạ con thấy nhiều sản phẩm lắm bảy. Đông mà tặng. Mà bảy bảy đây tàn tất tàn cái gì vậy? Tức là mình đi tới á là mình chưa mua cái gì hết là người ta tặng mình hai chai dầu ăn rồi đó bảy, gọi là quà xuân, cho nên con nói là con đi nhận quà xuân là vậy á. Đã vậy bảy. Dạ. Nhưng mà có hai chai dầu mà làm gì mà cười tươi dữ vậy? Có đâu, con không có dễ vui vậy nè. Nhưng mà nói cho con nghe, cái công ty bán cho con là công ty nào, với lại là sản phẩm ra làm sao? Bảy biết sao không? Không phải tự dưng mà con vui dữ vậy đâu. Không phải vì hai cái chai dầu này đâu. Bảy biết sao không? Con nghe nói là cái công ty này là đâu trên thành phố á. Người ta về đây mà người ta là có xin phép về cái xã mình rồi. Cho nên là người ta đem ra rất là nhiều sản phẩm để bày bán. Gì con này, đây. Không, đẹp nhưng không phải là cái món con mua đâu. Đây chỉ là quà tặng thôi đó bảy. Đây, món con mua nè. Cái này là cái gì? À, cái này là con mua kẹo sâm. Con mua cái này nè. Là được tặng. Đó, quà tặng gì bảy mê chưa? Bộ nồi tráng liền. Nhưng mà cái này là nhiêu? À, cái này hả, là con mua cái này là 850. Mà con được tặng bộ nồi này là 799 ngàn. Trời ơi, bằng giá rồi. Chứ sao, bởi vậy con mới khoái vậy đó bảy. Con nghe nói là cái kẹo sâm này có nhiều công dụng lắm nha. Là cái này là dùng cho người tiểu đường được, cho nên mình không có sợ ngọt. Với lại cái này còn cai thuốc lá được nữa đó bảy. Cái đó được á, tốt quá con. Cái gì chứ con nghe cai thuốc lá là con mua về cho tiếc con liền à. Nhưng mà nói cho con nghe là những cái sản phẩm này nó có tốt hay không? Rồi con ăn thử rồi. Đây này, con có tháo là bảy ăn không? Thôi, bây giờ đi tôi hỏi vậy thôi. Cái điều mà tôi quan tâm nhất á là khi mà mình mua bất kỳ sản phẩm nào của họ thì mình sẽ được nhận lại phần quà có giá trị gần với cái số tiền mà mình đã bỏ ra. Mua cái này là 850, mà có được tặng bộ đồ này là 799. Còn có mấy ngày nữa là Tết rồi, tôi thì cũng cần sắm sửa vài thứ. Với lại tôi thấy phía trên xã đã cấp phép cho công ty thì chắc chắn là cái sản phẩm đó phải uy tín và chất lượng, nên bà con mình mới mua. Thấy vậy cho nên tôi ra xem thử. Lâu lâu mới có dịp may, mình đâu có bỏ lỡ được. Thôi, đứng nói chuyện bảy, để tôi đi ra quán đi mua nha. Dạ, tránh thủ lên bảy lại. Rồi, đi nha, nha. Theo lời của đứa cháu hàng xóm, tôi lật đật chạy ra cái chỗ hội trường con bé nó chỉ. Chưa vô tới nơi thì tôi đã thấy bà con ai nấy vui vẻ lắm, tay thì xách những phần quà, cười nói xôm cụ từ ở trong hội trường đi ra. Tôi thấy tặng phẩm là đồ gia dụng nè, rồi đồ điện tử, rồi đồ trưng bày,
có đủ thứ hết á. Mọi người còn hối kêu tôi là vô mua hàng mau mau đi, chứ không thì hết. Tại vì nãy giờ bà con mua nhiều lắm. Với lại nhân viên họ nói là cũng sắp hết, sắp dọn đi rồi, cho nên phải nhanh nhanh chân lên. Vô tới nơi, tôi thấy ở trên bàn có rất là nhiều sản phẩm trưng bày với lại các sản phẩm, rồi những cái hộp để trên bàn. Ở phía trên tường á, tôi thấy người ta treo một cái giải băng rôn với hàng chữ là Mừng Xuân Tân Sửu, mua bao nhiêu hàng, nhận bấy nhiêu quà. Nhìn cái băng rôn nó rất là bắt mắt. Ủa, chị Bảy, mới tới hả? Mới tới, mà đi đâu cũng đi ra đây mua luôn á hả? Tôi mua hai hộp sâm nè, để cho bà xã tôi uống. Tôi nghe nhỏ An nó nói là ở ngoài đây là có cái chương trình gì mà bán hàng mà được tặng quà đó. Đúng rồi. Tôi ra tôi coi thử. Tôi mua hai hộp, một hộp là 700, hai hộp là 1.4 triệu, tôi tặng mấy sinh tố á. Ngon vậy? Tôi đang ngồi chờ chuẩn bị hàng nữa tới là tôi rảnh về thôi. Nhưng mà rồi cái máy sinh tố đâu? Chưa. Cậu nhân viên này nói chờ xe chở hàng tới rồi đâu mới giao cho mình. Ủa vậy hả? Ở thôi ngồi chờ tôi đi chút xíu thì tính nha. Để tôi hỏi mua. Dạ con chào cô. Chào con là Phượng, cô mới tới hả cô? Cô mới tới. Dạ, vậy con gửi cô hai chai dầu ăn. Dạ, chưa mua gì đó tặng quà rồi. Dạ đúng rồi cô. Dạ, tại vì cái chương trình mà chào đón Xuân Tân Sửu ở bên con á là sẽ được tổ chức ở rất là nhiều tỉnh thành rồi. Hiện tại bây giờ mới về khu vực của mình. Đúng rồi cô. Công ty của con là công ty dược mỹ phẩm, chuyên cung cấp nè, kinh doanh các loại mặt hàng rất là tốt cho sức khỏe của người cao tuổi và có những cái thực phẩm chức năng mà cho người trẻ tuổi nữa đó cô. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đây con giới thiệu với cô luôn. Đây là chè nhân sâm. Thì cái chè này nó có tác dụng rất là tốt cho cô luôn nha. Ở độ tuổi của cô nếu mà dùng chè này á thì sẽ giúp cho cô ngủ ngon nè. Rồi không có bị nhức đầu, không có bị đau đầu chóng mặt. Rồi cô sẽ không có bị đau lưng, đau khớp nữa. Dạ, chào chị. Nói nghe nè, nghe cái đau khớp là cô thích rồi. Tại vì biết làm sao không? Cô đang bị thoái hóa khớp gối. Cái loại này có trị đâu? Dạ được cô, vậy là con nghĩ là cô nên mua cái sản phẩm này ở bên con đi. Cô bảo đảm cô chỉ dùng khoảng một tuần lễ là có tác dụng liền. Ồ vậy đó hả? Dạ. Ngoài ra nha, bên con còn có cái này là vitamin dành cho người trẻ tuổi từ 30 đến 45 tuổi á cô. Ồ vậy hả? Dạ, đây. Ủa vậy là cái này là cái vitamin là con gái con sử dụng được từ 30 đến 45, con cô 30. À, dạ đúng rồi cô. Đây con mời anh chị dùng thử. Đây cái này dùng được rất là tốt cho da dẻ luôn nha. Dạ, em mời anh. Dạ. Thử đi. Dạ mời cô. Dạ cô. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Cái vitamin này nè. Được ha. Dạ dùng mỗi ngày. Mỗi một ngày uống sáng, trưa, chiều là sẽ có tác dụng đẹp da. Cô thấy da con đẹp không? Ồ, cho đẹp. Trời ơi, con mới dùng có một tháng mà đẹp như vậy rồi đó. Dạ. Cái này thì có giá là 1.500.000, còn cái này là 600. Cô có muốn mua không? Muốn mua mà có bớt không? Thì cái giá này là giá niêm yết của công ty rồi cô. Nhưng mà nếu mà cô mua bên con á nha là cô sẽ được tặng phần quà có giá trị tương đương với số tiền mà cô mua đó. Vậy đó hả? Dạ. Là được tặng luôn cả giống như 2.1 triệu vậy đó hả? Dạ đúng rồi cô. Vậy cô mua nha cô. Nhìn ở cái vỏ hộp thuốc á, tôi thấy có tem chống hàng giả với lại có thương hiệu hẳn hoi. Khi mà mở cái nắp hộp sâm ra thì cái mùi thuốc á rất là dễ chịu. Còn cái vitamin gì đó tôi với bà con ăn thử thấy rất là ngon. Mà tôi thấy cái cô nhân viên đó cũng ăn nữa thì chắc chắn là hàng phải chất lượng. Chưa kể là tôi còn thấy công văn có đóng mộc của xã hẳn hoi, đâu có còn gì để nghi ngờ nữa, cho nên tôi quyết định mua luôn. Cái mà tôi thích nhất á và háo hức nhất chính là cái phần quà có giá trị tương đương với sản phẩm mà mình mua. Dạ vậy thì bây giờ nếu mà cô muốn mua thì cô qua bên đó cô chọn quà rồi cô thanh toán giùm con nha. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, nhìn gì cũng thích quá, giờ lựa gì giờ đây? Dạ cô ơi. Bây giờ con sẽ giúp cô làm cái thủ tục đăng ký mua hàng nha cô nha. Gì lấy tiền trước rồi hả? Dạ. Bây giờ của cô là tổng cộng là 2 món với giá là 2.100.000. Dạ. 2.100.000. Chất lượng của hàng hóa thì chưa thể kiểm chứng, chỉ nghe qua lời người bán giới thiệu. Tiếng là mua bao nhiêu nhận quà bấy nhiêu, nhưng người mua đã phải chi tiền trước, còn quà thì hẹn lại. Rõ ràng Vân Lợi đã nghiêng hẳn về phía hai người bán hàng vì tiền đã trào tay. Con nhận tiền luôn nha cô nha. Rồi. Dạ.
Rồi được rồi con. Dạ. Vậy bây giờ là cô tặng con tặng quà cô đúng không? Dạ đúng rồi con, bây giờ cô có thể tùy ý chọn quà mình thích đó cô. Là muốn lấy nào cũng được ha. Dạ, tương ứng với số tiền của cô là 2,1 triệu. Bây giờ cô đợi con để con tìm cái món quà nào tương ứng với cái số tiền cô mua đó cô. Con sẽ gửi tặng quà cho cô. Ở đây không có quà 2,1 triệu. Thôi cái này đi nè, nè cái này nè. Cái này 2,215 triệu. Dạ cô ơi, cái này cao hơn với số tiền mà cô đã mua đó. Cô làm gì để về công ty la con tạo nghiệp con? Đâu có nhiều con, hơn có nhiều, có 115 ngàn. Nhưng mà cô lớn tuổi thôi, xí phá đi, về báo lại công ty. Nè, thôi suy nghĩ gì cũng biết nữa. Dạ, bây giờ thì thôi, con... đưa phần quà này cho cô luôn. Dạ nhưng mà cô vui lòng đợi giùm con nha cô. Tại vì ở đây là quà này chỉ là trưng bày thôi cô. Cô vui lòng đợi con khi mà xe xuống rồi đó. Con sẽ chuyển quà cũng như là hàng cô mua cho cô luôn. Vậy hả? Dạ. Phần quà mà tôi nhận được sau khi tôi mua sản phẩm là cái nồi áp suất. Cái nồi này thiệt tình tôi muốn mua từ lâu lắm rồi. Mà tôi tiếc tiền đâu có dám mua. Nay tự nhiên mình vừa mua được sản phẩm tốt nè. Rồi còn vừa được cái món quà như ý. Cái niềm vui nó lấn át hết, cho nên tôi đâu có thấy cái điều bất thường. Khi mà họ kêu tôi là chờ xe tải chở hàng tới, tôi chỉ nghĩ là do bà con mình mua hàng nhiều, cho nên hàng không đủ để tặng thôi. Tôi yên tâm ngồi ở đó chờ. Trong lúc mà ngồi chờ á, tôi thấy họ buôn bán, rồi tôi để ý là ai mà mua hàng dưới 1 triệu giống như con bé An á, thì sau khi đưa tiền cho người nam nhân viên, sẽ được nhận quà ngay. Những cái món quà được tặng á, toàn là những cái món rẻ rẻ như là bộ nồi, nè, rồi bộ ấm trà, bộ chén dĩa. Còn ai mà mua trên 1 triệu như tôi với anh Tư á, thì phải ngồi đợi lấy hàng. Con ơi! Dạ? Thế hàng của chú có chưa? Chú còn nhiều công việc ở nhà lắm, cứ ngồi chờ lâu lắm con. Dạ, tại vì bây giờ công ty đang vận chuyển hàng sản phẩm tặng xuống đó chú, nên chú đợi tí xíu nữa nha. Chứ mà đồ gia dụng thì mọi người đem về hết rồi đó chú. Thôi ráng chờ chút xíu đi, còn không mấy vậy nè. Anh đi về đi, có gì để tôi nhận giùm cho. Thôi, tôi gặp chuyện nhà quá. Thôi, gì thì nhận giùm tôi nha. Ừ. Để ra cái phiếu này thì giữ giùm tôi, thì nhận giùm tôi nha. Nha. Ừ. Alo. Nha. Ừ mà có dịp thì ngồi đi chơi chứ mắc gì hả? À dạ nhớ dạ. Đi về sẽ sắp tới rồi ha anh. Dạ, rồi, tôi à, dạ dạ rồi để em nói anh Kiên dạ dạ để em nói anh Kiên ra đó mọi người ạ. Anh Kiên, xe tới rồi, anh ra dẫn đường cho xe vào đi. Mọi người hãy dừng ngay việc mua bán ở đây lại. Tôi mời hai anh chị theo tôi về phường để hỗ trợ điều tra. Tôi nghi ngờ hai người có dấu hiệu lừa đảo. Ai lừa đảo? Bắt lại. Bà con hãy nghe đây. Tôi đã theo dõi hai đối tượng này nhiều tuần qua rồi. Họ đã dàn cảnh mua bán hàng gì, thực chất họ là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của mọi người đó. Trời đất ơi. May là chú không mang tới kịp thời chứ không có là nó lừa tụi mình rồi. Bằng thủ đoạn tặng quà có giá trị tương đương sản phẩm đăng ký mua, nhiều người dân tin tưởng cho rằng nộp tiền đăng ký mua sản phẩm sẽ được nhận quà tặng có giá trị tương đương. Cứ nghĩ là hàng công ty, hàng chất lượng, nhưng thực chất là hàng nhái, hàng giả mạo. Phần quà tặng đi kèm chỉ có phần vỏ hộp là đúng, còn bên trong là hàng kém chất lượng. Khi người dân mất cảnh giác, các đối tượng sẽ tìm cách bỏ đi mà không trao quà tặng như đã hứa, trong khi tiền thì đã được trả đầy đủ. Từ nay mọi người nên cẩn thận và không bao giờ được mua hàng như thế này nữa nha. Bây giờ tôi mời anh với chị theo tôi về phường để hỗ trợ công tác điều tra. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Hóa ra tờ công văn mà xã Đống Mộc cấp quyền cho hai đối tượng này thực ra chỉ là cấp quyền cho phép tổ chức buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm, chứ không hề được cấp phép mua bán. Hai đối tượng đã quá gian manh, lợi dụng hình thức mua hàng càng nhiều, nhận quà giá trị càng cao, đánh vào tâm lý của người dân, rồi từ đó dễ dàng móc túi của họ, còn chất lượng thì hạ hồi phân giải. Qua tình huống này, con Huy mong rằng quý vị hãy thật sự cảnh giác trước những buổi tổ chức mua bán ở chợ trời như thế này. Bà con cần tìm hiểu kỹ các sản phẩm trước khi mua,
Có như vậy thì mới ngăn chặn được các hoạt động thông qua các hội thảo, các chương trình khuyến mãi trá hình, hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra. Chiếc xe mà tôi đâu bán bữa giờ á là của ông anh. Giờ anh đi nước ngoài định cư rồi. Xe không dùng tới á, để cũng chật nhà lắm. Với lại á, tôi cũng đang cần tiền để mà đầu tư cho cái việc kinh doanh của mình. Câu chuyện mà anh Huy gặp phải sau đây ít nhiều sẽ khiến chúng ta phải thận trọng hơn trong việc mua bán nếu như không muốn nhận thiệt thòi về phần mình. Alo. Alo, chị em hỏi có số điện thoại này phải của anh Huy không ạ? Phải, tôi là Huy đây. Có gì không? Em thấy anh có đăng bán chiếc thác trên mạng đó. Chị em hỏi xe anh đã bán chưa? Xe anh chưa bán được em. Xe này là có phải là xe chính chủ không anh? Đúng rồi, xe chính chủ đàng hoàng em ạ. Dạ, vậy em hẹn anh xem xe vào tầm trưa mai được không anh? Khoảng chừng 2 giờ nha. Mai em đi công chuyện về xong rồi rút tiền rồi chạy đến điểm hẹn. Xe mà ok là anh em mình đi ra công chứng trong tiền luôn. Rồi ok, vậy ngày mai 2 giờ ha. Có gì em hẹn anh ở quán cà phê đi, rồi cho địa chỉ anh tới liền. Vậy ha. Rồi bye em. Đúng giờ hẹn, tôi chạy xe ra quán cà phê sân vườn mà cậu ấy đã đưa địa chỉ. Nhưng quá giờ hẹn 15 phút á mà vẫn chưa thấy cậu ấy tới. Cho nên á, tôi chủ động gọi điện thoại lại. Alo, Cường hay em, anh Huy nè. Dạ em nghe anh ơi. Anh tới quán cà phê mà em hẹn rồi nè. Em tới dạ. Chưa? Dạ dạ em đang chạy tới anh ơi, anh chờ em xíu nha. Rồi rồi, ok anh. Nghe giọng điệu cậu ấy á, hối hả lắm. Với nghe tiếng chạy xe ngoài đường nên tôi nén lại chờ. Giờ khoảng 5-6 phút sau á, cậu ấy chạy xe tới. Trên xe á, có xách theo một cái cặp táp. Tầm khoảng 35 tuổi đổ lại à. Anh Huy. Dạ anh chào anh. Rồi chào em. Em phải Cường mua xe không? Dạ. Rồi ngồi đi em. Em muốn gì? Thôi được rồi anh. Anh thông cảm nha. Em đi lo mấy cái vụ giấy tờ nhà đất để sang tên qua cho em á. Cho nên hơi lâu. Hồi nãy em chạy ngân hàng chuyển tiền qua bên số tài khoản. Nếu mà xe ngon á là em chuyển tiền cho anh liền luôn. Ôi, mà sao em mới gặp anh ở ngoài mà em vô em biết anh tên Huy rồi. Trời đất ơi. Vừa vô anh thấy cái bảng số xe, với lại có một mình anh ngồi đây, là em biết xe của anh rồi. Rồi ok anh. Em có điện thoại chứ. Alo anh nghe. Sao số chứng minh nhân của em á hả? Rồi. Anh chờ em xíu nha, em đọc chứng minh nhân cho vợ em cái. Ok em. Dạ xíu để anh đang kiếm. Ngồi đó cũng không làm gì. Tôi quan sát mọi hành động của cậu ấy. Thì thấy cậu ấy mở cặp táp ra. Bên trong có laptop. Cậu ấy lấy ra bìa hồ sơ, giấy tờ là có hộ khẩu, sổ hồng, quyền sử dụng đất và hai chứng minh nhân dân. Tất cả đều là bản gốc hết. Nên tôi tin những gì vừa nãy cậu ấy nói là mới đi làm thủ tục mua nhà. Vợ em nó đản chí lắm. Ừ anh, em ra em coi xe cả nha. Đi. Wow, xe nhìn còn cứng dữ anh. Còn ngon lắm. Ủa, đi một năm trời mà mới có 2.000 á anh. Ơi, nói đầu ngay á, xe này là của ông anh họ anh. Dạ. Ông đi nước ngoài định cư rồi cái sang tên lại cho anh. Ông để hồi đó để đây nè, toàn là chùm mền đúng không, chứ chạy đâu có nhiều đâu. Anh, cho em mượn chị có xe em chạy thử 1 vòng đi. Vậy ha. Dạ. Tính tiền em ơi. Ý, tính tiền chi? Ở đây coi xe giùm em quay lại xong rồi anh em mình bàn công chuyện tiếp. Đâu có được đâu. Anh phải đi theo em chứ để em chạy một mình sao được. Trời đất ơi, em chạy một mình thử một vòng cái xe máy móc nó có im hay không thôi. Nè, em để cái xe lại cho anh với lại hồ sơ nhà đất của em á. Làm ăn phải tin tưởng nhau chứ. Đúng là lúc này á, tôi cũng có phần lo lắng. Vì cũng từng biết những vụ chạy xe thử á, rồi chạy luôn. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại á, thì trường hợp này không giống như những gì tôi đã nghe. Rồi xe của cậu ấy cũng để ở đây nè. Tôi đang giữ toàn những thứ quan trọng, sao cậu ấy có thể chạy luôn được. Đang nghĩ á, mình nắm nàng cán, có mọi thông tin của cậu ấy, với cũng vì muốn bán xe cho nhanh, thì đó là việc cá nhân. Nên tôi đồng ý để mà cậu ấy chạy thử xe luôn. Ủa đã quá anh. Anh thấy em tưới em ngồi xe nhìn hợp không anh? Sang không? Được á, hợp với em á. Trời ơi, đã quá. Em chạy nha. Chạy đi. Ngó em cái xe. Ôi coi chừng giấy tờ của em để trọng á. Rồi anh biết rồi. Dạ dạ.
Ôi, đã quá. Với những gì đang diễn ra trước mắt mình, một người khách có ngữ điệu nói chuyện rất chân thành, có thiện chí mua xe, tiền thì cũng đã có sẵn trong tài khoản rồi. Tài sản giấy tờ để lại cũng khá quan trọng. Anh Huy đâu nghi ngờ gì nữa, nhưng anh không ngờ rằng lần đưa xe máy này và sự lo lắng của anh trước đó sắp trở thành sự thật. Sao? Xe đã ghê, máy móc im ru luôn. Ừ. Em làm vòng nữa nha. Ừ, ok. Anh coi, anh nhớ để ý giùm em cái cặp nha. Trời, hồ sơ quan trọng của em không á. Rồi, biết rồi, đến coi cho. Dạ. Yeah. Ừ. Trời ơi, lúc này á, cậu ấy từ chạy thử xe với tốc độ chậm, rồi rô ga chạy nhanh, rồi ngoẹo cua mất hút. Tôi bụng rủng hết tay chân rồi, tôi chết chân rồi, bất lực đứng nhìn theo á. Tôi không thể đuổi theo, vì thứ nhất chạy theo sao kịp, thứ hai á, tôi phải giữ chiếc xe và giấy tờ quan trọng của cậu ấy nữa. Tôi gọi điện thoại á thì họ ấy nghe rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không. Tôi giật mình á khi thấy cái cặp nhẹ tên à, có laptop trong này mà sao nhẹ vậy được. Hóa ra là cái laptop là mô hình, còn giấy tờ nhà đất á thì trời ơi, cái bìa thôi à, bên trong á là giấy trắng tinh, toàn bộ giấy tờ còn lại chắc cũng là giả mạo luôn rồi. Tôi liền đi trình báo ngay cho cơ quan công an đến phường á. Tôi kể hết sự việc. Theo điều tra thì được biết á, chiếc xe hắn để lại thế chân á là xe hắn thuê theo giờ. Đây là lần đầu tiên á tôi đang bán xe qua mạng nên đâu có kinh nghiệm gì đâu. Và đã sập bẫy màn kịch hết sức tinh vi này. Hắn ta cố tình á dẫn chuyện đã đi rút tiền rồi vừa đi làm giấy tờ nhà để tạo niềm tin chắc chắn sẽ quay lại và dễ dàng lừa được tôi. Xem ra thì nạn nhân chỉ còn biết tự trách mình vì đã quá dễ dàng tin tưởng vào lời nói phiến diện của người mua mà mình chỉ vừa quen biết giao dịch trên mạng Internet. Đây cũng là bài học chung cho tất cả chúng ta. Công Huy mong rằng quý vị hãy luôn cẩn thận trong những trường hợp tương tự. Nếu người mua muốn chạy thử xe, cách tốt nhất là người bán hãy cùng lên xe với khách để có thể đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Còn nếu giả sử có sự thế chấp tài sản thì chúng ta cũng nên kiểm tra cẩn thận về tài sản để lại phải có giá trị tương đồng với tài sản được đem đi. Có như vậy thì mới tránh được tình trạng người mua một đi không trở lại. Thưa quý vị, ngày nay rõ ràng là không thể phủ nhận vai trò của thương mại điện tử trong việc là giúp cho người tiêu dùng dễ tiếp cận với các sản phẩm, rút ngắn được thời gian mua sắm, tiết kiệm chi phí đi lại cũng như là được hưởng nhiều tiện ích khác. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Không chỉ sử dụng mạng xã hội để bán các mặt hàng, hàng nhái, hàng kém chất lượng, mà các đối tượng xấu còn lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và thực tế thì câu chuyện này được diễn ra như thế nào? Quang Huy xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Ê, tôi tới rồi nè. Xin lỗi nha, tôi lại tới trễ. Tôi á chuột lỗi cho bà. Bạn sau bánh chén với lại trà tắc nè. Đừng giận nữa nha. Bực mình thiệt chứ. Ủa, tôi đã chuột lỗi với bà rồi, bà còn bực mình gì nữa. Mệt ghê á, tới trễ có tí xíu mà làm cái ghê à. Bữa nay là cuối tuần, đáng lẽ tôi đi chơi với người yêu tôi á, mà tôi bỏ hết, tôi đi qua đây tôi chơi với bà cho bà đỡ buồn. Giờ bà giận tôi đúng không? Giận tôi đi về. Ê, trời ơi, cái bà này làm cái gì dữ vậy? Không phải là tôi giận bà, mà tôi đang bực mình cái vụ tôi bị lừa nè. Vậy sao bị lừa? Tôi nhớ bình thường là bà cảnh giác lắm hả? Mà bị lừa vụ gì? Thì đây nè, bà nhìn đi. Hôm bữa tôi có đặt hàng trên cái trang thương mại điện tử. Đây là cái thông tin mà hóa đơn điện tử của tôi nè. Còn đây là cái thông tin mà sản phẩm tôi nhận được á. Bà coi thử đi. Ủa, tôi thấy hai cái mã này nó giống nhau mà. Bà so sánh với lại cái hóa đơn điện tử nè, là bà thấy liền chứ gì.
Ừ ha, hai cái mã nó đâu có giống nhau đâu ta. Thì bởi vậy tôi mới tức. Vì công việc làm giờ hành chính, tối về còn phải đi dạy thêm, chỉ rảnh mỗi thứ bảy và cả ngày chủ nhật, nhưng lại muốn ở nhà nghỉ ngơi, nên tôi là tín đồ của mua hàng online. Tôi từng nghe qua những chiêu lừa khi mua hàng online, nên tôi luôn cảnh giác. Vậy mà cũng có ngày mình bị lừa, tôi ấm ức kể lại mọi chuyện cho nhỏ bạn mình nghe. Bà cũng biết tính tôi hồi giờ rồi, mua cái gì á tôi cũng đắn đo hết trơn á, đừng có nói là mua hàng trên mạng. Sau khi á tham khảo giá của nhiều shop trên trang thương mại điện tử, tôi mới quyết định chọn mua một shop. Thấy độ tin cậy và đánh giá của shop cũng ok lắm bà. Tôi làm các thao tác đặt hàng mua hàng, rồi cẩn thận chụp lại cái hóa đơn đặt hàng thành công nữa. Tôi nhận hàng sau 3 ngày. Khi shipper giao hàng á, tôi mở gói hàng, rồi kiểm tra mã sản phẩm trên thông tin giao hàng trùng khớp với mã sản phẩm tôi mua, nên tôi nhận hàng rồi trả tiền thôi. Hôm bữa tôi đặt cái máy rửa mặt này á, nó về hàng cho tôi á 3 ngày đầu tiên á, xài rất là ok. Cái tự nhiên tới ngày thứ tư á, tôi mở công tắc á, nó không chạy. Cái tôi mới tưởng đâu á là nó hết pin. Tôi cắm vô tôi sạc nguyên một ngày trời, cuối cùng nó cũng y chang vậy. Tôi mới nhớ là cái này nó có bảo hành, tôi mới gọi lên cho shop của nó để tôi máng vốn. Cái nó ăn nói ngang ngược với tôi bà. Rồi, tôi biết là shop nó nói gì với bà luôn. Có phải nó nói với bà là nó đã giao hàng cho shipper, cho nên á là cái sản phẩm nó có bị cái gì á, nó sẽ không chịu trách nhiệm đúng không? Ừ, vừa nói xong nó cúp máy ngang luôn bà. Tôi tức mình dễ sợ luôn, tôi định bụng á là tôi sẽ điều tra cái vụ này cho rõ ràng. Cái tôi mới nhớ chụp lại cái hóa đơn điện tử này nè, tôi mới lục lại tôi coi á. Rồi tôi coi lại cái sản phẩm của tôi thì tôi mới phát hiện ra. Bà mới phát hiện ra cái sản phẩm bà nhận được nó khác hoàn toàn so với cái sản phẩm bà đã đặt. Ừ, tôi tức dễ sợ luôn á. Cái mã sản phẩm mà lúc tôi đặt hàng á thì nó là một cái mã khác. Tới chừng tôi nhận hàng á, nó lại là một cái mã khác. Cái shop lừa đảo này á, nó tinh vi dễ sợ luôn á. Đến nỗi mà cái mã sản phẩm á, nó cũng làm cho y chang với lại cái mã trên hóa đơn. Bởi vì tôi đâu có nghi ngờ đâu. Rồi, tôi hiểu luôn. Mà công nhận á, tụi nó tinh vi thiệt luôn á. Nên á, cho dù bà có cẩn thận cỡ nào á, thì cái mã sản phẩm á, nó giống với cái hóa đơn bà nhận quá trời rồi. Cho nên á, bà chủ quan, bà cứ nghĩ đó là cái sản phẩm đúng, cho nên bà mới thanh toán tiền. Rồi cho đến khi bà sử dụng rồi á, bà mới phát hiện ra là cái hàng nó có vấn đề, cái hàng nó bị lỗi. Bà gọi lại á, nói shop, thì shop nó nói á, ngang ngược với bà. Lúc đó á, bà lấy cái hóa đơn ra, bà kiểm tra lại á, thì bà so sánh bà mới biết á, là bà bị lừa, đúng không? Ê, sao bà hay vậy? Tôi chưa kể luôn á. Bà biết luôn cái tâm lý lúc mà tôi nhận hàng luôn. Ê, đừng có nói với tôi á, bà cũng là nạn nhân bị lừa nha. Hay là... Ê, không có được nghi ngờ vậy nha. Đừng có nghĩ linh tinh nha. Tại vì á, từ nãy giờ bà nói cho tôi nghe á, là bà mua hàng xong rồi á, bà trả tiền mặt luôn, đúng không? Tôi kể lại hết việc tôi đặt hàng nè, nhận hàng, thanh toán bằng tiền mặt, rồi xài được vài ngày là hư, gọi lại máng vốn á, thì bên shop ăn nói ngang ngược, không có chịu trách nhiệm. Nghe xong á, bạn tôi khẳng định á, là tôi đã sập bẫy lừa mua hàng trên mạng. Đối tượng á, mà bọn chúng nhắm tới á, là những khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Ồ, mà tôi thấy cái chuyện á, mà mua hàng rồi thanh toán bằng tiền mặt á, nó bình thường mà, đâu có gì đâu. Trời ơi, cái bà này, sao mà bà khờ quá à? Bà đợi tôi tí xíu đi, để tôi mở này cho bà coi. Bạn tôi á, liền mở một đoạn tin tức nói về trò lừa này cho tôi xem. Thì ra á, chiêu thức này bọn lừa đảo á, đã sử dụng từ lâu lắm rồi. Một thời gian rầm rộ rồi lắng xuống và bây giờ lại tái diễn tinh vi hơn. Sau khi người tiêu dùng chọn mua, những shop này sẽ chủ động phân loại đơn hàng thanh toán trước và đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt. Với đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ, ví và được ghi nhận, sẽ khó thực hiện hành vi lừa đảo. Bởi khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng sẽ khiếu nại lên shop. Bởi vì khi giao dịch được xác lập thông qua thanh toán thành công bằng thẻ, ví điện tử, thì mọi vấn đề phát sinh về đơn hàng sẽ được trang thương mại điện tử can thiệp xử lý. Trong khi đó, đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt lại là đối tượng dễ dính lừa đảo nhất, trái ngược với tâm lý cho rằng trả tiền khi nhận hàng thì sẽ an toàn. Cụ thể, sau khi khách đặt mua hàng, các gian hàng này sẽ tiến hành hủy đơn hàng và lưu lại thông tin của khách, rồi chuyển cho khách món hàng kém chất lượng khác.
Việc này thường diễn ra trót lọt bởi gian hàng lợi dụng việc nhiều người mua không theo dõi quá trình vận chuyển hàng, thậm chí không biết đơn hàng đã bị hủy. Đó, bà thấy chưa? Mấy cái shop này á, nó chuyên gia lợi dụng mấy cái người mà ham hàng giá rẻ. Rồi á, nó đăng mấy cái sản phẩm á, giá thấp hơn những cái sản phẩm tương đương với các shop khác. Thiệt luôn á. Chứ tôi hỏi bà nè, hàng giá rẻ ai mà không thích đúng không? Bây giờ tôi mới hiểu. Công nhận á, bọn chúng tinh vi ghê luôn á. Tôi đã cẩn thận kiểm tra hàng trước, vậy mà vẫn bị lừa. Thưa quý vị, từ rủi ro thanh toán bằng tiền mặt với các đơn hàng mua trực tuyến, khi mua hàng thì quý vị hãy nhớ là câu tiền nào của nấy. Những sản phẩm nào được đăng bán với giá rẻ so với thị trường thì quý vị hãy thận trọng cân nhắc vì sao lại rẻ như vậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo mua phải hàng giả quý vị nhé. À, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là giấy giả hả? Còn cái người tên Trực mà anh nói á, là không phải là chủ sử dụng miếng đất này và cũng không có quyền mua bán gì cả. Còn cái tờ giấy mà thỏa thuận đặt cọc này á, thì không có giá trị pháp lý. Em nghĩ là anh đã bị lừa rồi đó. Nghe người nhân viên ở phòng quản lý đất đai nói tất cả giấy tờ tôi đang giữ cũng đều là giả mạo, hoàn toàn không có giá trị gì về mặt pháp lý cả. Mà tôi thì vừa bàng hoàng, vừa tức, vừa giận bản thân mình. Cũng chỉ vì nôn nóng muốn mua được lô đất đắc địa mà tôi đã không tìm hiểu rõ ràng hay nhờ người có chuyên môn tư vấn, để rồi giờ đây mất trắng mấy trăm triệu bạc. Chuyện là hôm đó, ngày cuối tuần, tôi có hẹn với một người cùng quê lên thành phố xem đất. Mới tới hả? Dạ. Ủa Quy, anh nhớ là em có chiếc xe hơi xịn lắm mà sao nay không đi rồi đi xe máy? Dạ, xe hơi của em đi bảo dưỡng rồi anh. À, anh cứ chọc em hoài à. Em có được tất cả những thứ này á cũng nhờ công lao của anh mà. Nhờ anh chỉ dẫn giúp đỡ em mua mấy lô đất quy hoạch rồi em mua đi bán lại mới có ngày hôm nay mà. Có gì đâu mà chú mày cứ nói quá à. Tất cả là do cái năng lực của em thôi à. À, ủa nhưng mà bây giờ mình đi coi đất ở chỗ này đó em. Dạ dạ đúng rồi anh, coi đất ở chỗ này. Ở đây là anh Năm, người mà em tính giới thiệu với anh là để mua lô đất này đúng không? Dạ đúng rồi anh, gặp anh em vui quá nên em quên mất. Dạ giới thiệu với anh, đây là anh Năm Sáng, ông anh quen biết của em. Anh Năm. Dạ còn đây là anh Trực. Anh Trực hiện đang là phó trưởng ban dự án thuộc sở xây dựng của tỉnh, người đã giúp em có được quy hoạch như ngày hôm nay đó anh. Dạ em chào anh. Em chào chú. Dạ. Người cùng quê mà tôi nói đó là cậu Huy. Dạo gần đây thấy nó về quê sang chảnh lắm, đi xe hơi rồi xài toàn đồ hiệu. Dưới quê ai cũng ngưỡng mộ hết. Hỏi ra thì nó nói là nhờ người quen làm ở trong sở xây dựng nên chỉ điểm cho nó có vài lô đất quy hoạch nên mới lên hương như vậy. Thì tôi trước giờ cũng buôn bán nhà, là tôi có đất ở dưới quê, tôi tự cất nhà lên rồi đem bán lại thôi, cũng có lời nhưng cực và mất thời gian, vì có khi gần cả năm mới xây được một căn. Tôi mới ngỏ ý nhờ nó giúp đỡ, cái nó đồng ý liền và dẫn tôi đi gặp mặt ông anh, chính là người tên Trực. Thì tôi đâu có ngờ đây là cái bẫy mà nó đã dăng ra đâu. Giới thiệu với anh Năm, đây là cái lô đất đang thuộc quyền sở hữu của em, được bàn giao giấy tờ từ Ủy ban nhân dân tỉnh, tại vì em đang công tác ở sở xây dựng tỉnh á, cho nên được ưu tiên những khu đất giá rẻ như vậy. Thì bữa nay em sẵn giới thiệu với anh, em mong là anh nhanh chóng tranh thủ cơ hội này để mua.
vì cái địa thế của khu này rất là tốt. Sau này em nghe nói là sẽ quy hoạch xây dựng chung cư cũng như là trung tâm thương mại. Tại vì cái khu này anh là mình gần trường học nè, gần bệnh viện đó, rất là tiện cho việc lưu thông đi lại sinh hoạt ăn ở đó. Anh xem thử. Anh nghe Huy nó nói là có một cái lô đất đẹp nằm ở mặt tiền đường vậy nè. Dạ. Anh nghe thấy thì cũng thích, nhưng mà hôm nay anh tới đây á thì thực tế thì cái vị trí đất này nằm ở đây, nhưng mà cái đất này nó có sổ hết đó em. Dạ đây, đây em cho anh Nam xem, đây là sổ đỏ đó, anh coi đi. Đây là cuốn sổ là của cái miếng này đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Đây em mời anh Nam xem, đây là hợp đồng mua bán. Nếu như anh Nam đồng ý thì Huy sẽ là người làm chứng, em sẽ là người đứng ra sang nhượng cho anh. Thì với cái giá đất mà em báo danh như vậy á, dạ, thì anh thấy thì so với giá thị trường thì nó cũng nhỉnh hơn được một chút. Tất nhiên rồi anh. Nhưng nếu mà bây giờ anh mua thì bên em sẽ làm hợp đồng cho anh là hoàn, thì trong thời gian bao lâu thì anh sẽ nhận được sổ? Dạ, theo như quy định thì khoảng từ 30 đến 45 ngày thì sẽ hoàn thành xong tất cả các giấy tờ thủ tục cho anh. Nếu bây giờ anh đồng ý mua thì anh sẽ đặt cọc trước cho em để làm tin. Thì sau phần tiền đặt cọc thì những phần còn lại sẽ chia làm 3 đợt để mình thanh toán từ từ. Anh Nam ơi, anh còn đắn đo gì nữa, em cho anh xem tiếp đây. Sau khi anh mua thì mình sẽ làm thêm một cái hợp đồng này nữa cho nó chắc cú nè. Đó. Dạ, cái đó là cái bản photo đó anh. Đó là hợp đồng sang nhượng. Bằng việc tự giới thiệu mình đang công tác trong cơ quan nhà nước, chuẩn bị kỹ càng các loại giấy tờ cần thiết và liên tục thúc giục người mua bằng viễn cảnh tăng giá của miếng đất, kẻ lừa đảo đã khiến ông Nam Sang càng tin tưởng vào sự đầu tư lần này. Dạ anh thấy đi, cái vị trí khu đất này rất là tốt. Sau này em nghe nói là sẽ quy hoạch chung cư rồi xây dựng trung tâm thương mại, nó rất là tiện cho việc lưu thông, việc sinh hoạt, tại vì ở đây gần trường học, gần bệnh viện. Đất đây là lên giá từng giờ chứ không phải lên từng ngày giống như ngày xưa nha anh. Cho nên cơ hội này phải tranh thủ. Anh mà không mua thì cũng có người khác mua hả? Đất này đang sốt giá dữ lắm. À, em nói anh nghe nè. Bây giờ người ta có tiền, người ta mua đất giá cao. Anh em mình may mắn gặp trong người trong ngành nên mua đất giá rẻ. Anh cứ mua đi rồi để đó, chắc chắn là có lời. Tất đất tất vàng mà anh mua. Lúc đó tôi nhớ rõ là mọi giấy tờ cũng như quyết định bàn giao quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy tờ có liên quan cũng đều có đủ. Giá thì đúng là quá tốt, mà hai người đó cứ lại hối thúc tôi đặt cọc liền. Nếu mà bỏ lỡ sẽ rất là uổng, nên tôi chỉ nghĩ tới món lợi trước mắt. Lại nghĩ là do người quen giới thiệu nên cũng đã quá sơ suất, không tìm hiểu kỹ về tính pháp lý và thực hư chủ sở hữu của lô đất này. Thôi được rồi, vậy thì anh sẽ lấy cái lô đất này. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh phải đặt cọc bao nhiêu thì được? Dạ nếu như anh đồng ý mua thì hôm nay anh sẽ đặt cọc cho em là 200 triệu. Dạ. Phần còn lại thì em chia cho anh làm 2 đợt đó đi ha. Hồi nãy em nói 3 đợt nhưng mà giờ mình chia làm 2 đợt thôi. Anh đồng ý không? Thì chú tính sao cho tiền cho tôi thì được. Dạ anh quyết định mua cái lô đất này là rất là sáng suốt. Sau này anh mà nếu mà có bán lại chắc chắn cũng lời nữa. Thì tất cả bây giờ thì anh trông cậy vào Huy với em thôi chứ. Dạ thì đó, Huy là chỗ thân thiết với em bút trong nhà nữa. Cho nên Huy giới thiệu anh. Chứ nếu mà như người khác em tính giá khác. Em không có bớt rẻ gì đâu. Thôi vậy bây giờ em làm hợp đồng cho anh nha. Dạ rồi, dạ cho em mượn lại. Bây giờ em sẽ làm cái hợp đồng đặt cọc, sẽ có 3 người ký tên, em, anh và người làm chứng là Huy. Dạ. Lẽ ra trước khi làm hợp đồng đặt cọc và giao tiền, người mua đất cần đến nơi đăng ký quyền sử dụng đất, kiểm tra tính xác thực các loại giấy tờ.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, hai kẻ lừa đảo đã không để ông Năm có thời gian suy nghĩ mà đồng ý ký hợp đồng rồi giao tiền ngay. Rồi, bây giờ tới em. À, dạ, phần Năm xong. Đây là phần làm chứng. Quý ký vô đây. Dạ, 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 em ký. Hai kẻ lừa đảo này ranh ma ở chỗ là chào mời đúng vào những khu đất đang quy hoạch phân lô. Nên nếu không tìm hiểu kỹ về pháp lý hoặc là chủ sở hữu thật sự thì sẽ dễ bị bọn chúng dẫn dắt bằng mớ giấy tờ và cái mác là người trong ngành, mà không riêng gì tôi. Mà với thủ đoạn lừa tiền cọc như thế này á, thì bọn chúng cũng đã lừa rất nhiều người chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản. Dạ, coi như mọi thủ tục đã xong, bây giờ em sẽ gửi cho anh cái biên bản này và cái giấy phép ô tô quyền sử dụng đất. Sau khi em làm thủ tục sang tên xong, em sẽ giao bản chính cho anh. Biết mình bị gạt, tôi mới liền trình báo cơ quan công an ngay. Thì bằng nghiệp vụ chuyên môn, phía công an đã bắt được hai kẻ gian đó. Chúng khai nhận rằng chúng thường lân la đến các lô đất đang được bán. Sau đó hỏi mượn bản photo với chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất, rồi làm giả để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, qua tình huống này, Quang Huy mong rằng quý vị hãy thật sự thận trọng khi chưa tìm hiểu kỹ tính pháp lý của một dự án bất động sản mà mình muốn mua, thì chúng ta hãy khoan đặt cọc. Bà con tìm hiểu tính pháp lý bằng cách là đi đến xã, phường, quận, huyện để kiểm tra dự án có bị kê biên, giải tỏa, tính pháp lý ra sao, chủ đầu tư và chủ sở hữu là ai, rồi kiểm tra khu vực đất nền này có được phân lô, bán nền hay không, có được xây dựng nhà hay không. Ngoài việc chiếm đoạt tiền đặt cọc đất nền như trong tình huống trên, Quang Huy cũng xin điểm qua một vài trò lừa phổ biến để giúp cho quý vị nhận diện và cảnh giác hơn trong việc mua bán đất nền. Giả mạo ngân hàng thanh lý nhà đất, kẻ gian mạo nhận là nhân viên ngân hàng để lấy niềm tin. Chủ đầu tư cần thận trọng với những lô đất có giá thấp bất ngờ, cùng một lô đất nhưng bán cho nhiều người. Hình thức này được các đối tượng lừa đảo sử dụng ở những mảnh đất, ngôi nhà đang đợi làm thủ tục chuyển đổi. Vì chưa có giấy tờ nên không thể mua bán qua công chứng, nên hầu hết các giao dịch đều được thực hiện bằng giấy tờ viết tay. Tình huống tái hiện vừa rồi là lời cảnh báo đến với người dân. Hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, hãy cập nhật đầy đủ thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến những tài sản lớn có giá trị cao như nhà đất, bất động sản nói chung.